các bạn mến, hôm nay Khang đến Phú Quốc thấy có rất là nhiều con đúng không? Thật ra mình ăn ốc ở Sài Gòn nhưng mà ít khi nào mình có gặp những con này. Này con này nè, cái con cá mặt quỷ nè. Nè, cái mặt nó như mặt con quỷ gì đó. Đấy. To dễ sợ, đúng không? Dễ sợ không? Con này là 900 một ký nha mọi người. Nhưng mà ăn nướng lên là cực kỳ ngon luôn. Xuất sắc. Dạ. Bây giờ qua. Sự là đúng. Các bạn nhìn thấy nó giống cái gì? Ok. Thấy cái phần này nè. Cái phần này người ta cắt, người ta trộn với gỏi. Còn phần này người ta sẽ nướng quả hành. À, nguyên một con. Tất nhiên là ở đây thì có rất là nhiều. Ví dụ như hào nè. Chúng ta có làm rất là nhiều thấy không? Ví dụ như là đây là sò tổ nè. Sò tổ ngon. Nhưng mà Khang thì Khang rất là mê cái món này. Nhưng mà nó còn tí xíu. À, món này là ốc nhảy. Ốc nhảy á, có một cái đặc biệt đó là khi mà mình hấp mỡ hành á, rất là ngon luôn, rất là ngon luôn, rất là ngon luôn. Nhưng mà Khang thường ăn những cái là ốc nhảy size to thì cái này là size cũng được, size cũng ok, cũng to đó. Đây con này nè, con này á, cái loại này là 300, còn cái loại này là 500, hai loại cũng ốc nhảy luôn. À, thấy nhau đây, qua đây coi. Từ từ, đừng có giật. Im lặng. Im lặng. Im lặng. Im lặng. Giật nước quá. Con ở đây đều là hải sản tươi sống á. Đấy, bỏ em vô. Con này á, con này xanh nó nằm ngửa rồi. Con này chắc sắp lên đường rồi. Nó nằm ngửa bụng nó luôn. Đấy. Bào ngư ở đây là nó bám không? Món ăn nó là vua chúa. Bào ngư nó sẽ bám lên thành. Đấy là những cái con khỏe nè, nó bám lên thành. Đó. Đấy, ở trong đây á, mọi người sẽ thấy nè, con này là to. Con này chắc là 2 ký mấy. Ui, nó bắn ra nè mọi người. Con bạch tuộc kêu. Ủa xong bắn nữa. Rồi. Nha. Bắn dữ ngon lắm. Cua. Cua này là 900. Con này con gì ta? Con này con gì chú? Đây con này nó to lắm. Dạ, to lắm mọi người. Con này là 300 một ký. Con này là ốc ốc gai phải không hả? Ốc gai. Ốc nào vú? Ốc này hả? À. Đây. Đó, nó bắn đây nè. Đó. Ai bắn này nữa nè. Con này bắn lên. Ủa sao không ra nước? Có con nó ra nước nha. Tu hai. Ồ, ngon quá. Đó. Cá mặt quỷ nè mọi người. Nãy cô kia cô cầm lên. Bé này nè. Đấy. Bé này là cá mặt quỷ. Qua đây nha mọi người. Cái này là cái rong nho biển á. Mọi người nhớ không? Ăn với lại mấy món sashimi của Nhật á. Thì cái rong nho biển ở đây à, nó khá là to ha. À, nó chỉ mọc, nó chỉ nuôi được ở những cái vùng nước sạch thôi. Đấy. Còn đây là con nhum biển nè mọi người. Cái con này là một trong những cái con mà Khang rất là thích nè. Cầu gai á, rồi cầu gai á. Nó cũng tùy mùa nha, có mùa có cầu gai đỏ, có mùa vàng. À. Còn kia là tôm tích. Tôm tích. Rồi, bây giờ mình đi vô trong bắt vài con và đi tôm tích đi. Sau khi mà mình lựa hết tất cả những món ăn rồi thì Khang chọn một cái địa điểm đó là ăn ở trên bè. Thì mọi người sẽ xem. Ở đây họ làm buổi tối á,
buổi tối ở Phú Quốc nó khá là mát mẻ, tình biển, ra đây ăn là có tình yêu à. Kết cầu quá trời, làm rộng ràng đấy. Người ta làm mấy cái phao ăn trên biển này nè, tối xong cái ngồi đây hát karaoke ăn uống đấy. Hôm nay anh bạn anh giới thiệu cho chỗ này nha. À, nằm làm vlog đây, đây, đây. Làm vlog anh, à. Anh em ngồi đây tí nó yeah. Nó mới đẹp rồi đây. Chỗ này á rất là thơ mộng, anh hay dẫn bồ của anh ra đây lắm. Anh dư ghẹ đây bạn Hùng rồi. Ok.